Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin thời tiết trên biển. Đêm nay và ngày mai thì vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ngoài ra thì vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông cũng có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét, biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên thì đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Chuyển sang đất liền, đêm nay ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều nơi mưa to trên 80mm. Từ ngày mai, mưa ở khu vực này phát triển mạnh hơn, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Do vậy, tình trạng ngập úng khả năng cao sẽ còn tiếp diễn. Nếu quý vị có kế hoạch vui chơi vào cuối tuần này thì cần lưu ý. Trong đêm nay đến sáng ngày mai, thì khu vực từ Phú Yên trở ra cho đến Quảng Trị thì cũng tiếp tục có điểm mưa to trên 100mm. Khoảng từ trưa, chiều mai, mưa lớn ở đây có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, các tỉnh còn lại của miền Trung, ngày mai thì thời tiết chủ đạo là trời nắng với mức nhiệt vừa phải, dao động là từ 29 cho đến 32 độ. Ở các tỉnh phía Bắc, cuối tuần này thời tiết không có nhiều biến động, vẫn duy trì hình thái trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến dao động trong khoảng là từ 28 cho đến 31 độ. Nếu quý vị có kế hoạch vui chơi tại các tỉnh miền núi thì hãy mang thêm áo khoác để giữ ấm cho cơ thể, bởi về đêm trời khá lạnh, nhiệt độ giảm xuống chỉ dưới 23 độ. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn các nhà hàng TH Trumil, Bắc Á Banh đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn cho các bản tin tiếp theo. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, ngày nắng yếu, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23-31 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực trung du và vùng núi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 21-32 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, ngày nắng yếu, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23-31 độ, độ ẩm 80-85%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, ngày nắng yếu, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ 23-30 độ, độ ẩm 85-90%.